Chào mừng các bạn đến với bài giảng trực tuyến của khối lớp 2. Để bắt đầu tiết học, các bạn cần chuẩn bị tập vở và bút viết. Bây giờ các bạn hãy ngồi vào bàn đúng tư thế và bắt đầu học nhé. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng học môn toán tuần 28 bài các số tròn trục từ 110 đến 200. Đối với bài này, chúng ta có những mục tiêu cần đạt như sau. 1. Biết các số tròn trục từ 110 đến 200, gồm các trăm, các chục, các đơn vị. 2. Đọc và viết thành thạo các số tròn trục từ 110 đến 200. 3. So sánh được các số tròn trục, nắm được thứ tự các số tròn trục đã học. Các bạn hãy đọc lại mục tiêu của bài học này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhắc lại một chút về kiến thức cũ. Cô có dãy số sau. Các bạn hãy hoàn thành vào vở giúp cô nhé. Các bạn đã làm xong chưa nào? Cùng cô kiểm tra đáp án. Sau 50 là 60. Tiếp theo là 70, 80, 90. Sau 90 là 100. Những số này là những số tròn trục đó các bạn. Bạn có nhớ số tròn trục có đặc điểm gì không? Đúng rồi. Số tròn trục có chữ số tận cùng bên phải là chữ số 0. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần kiến thức mới. Ở đây các bạn sẽ được làm quen với nhiều số tròn trục khác nữa. Các bạn chú ý quan sát. Cô có một tấm bìa lớn và một cột bìa nhỏ như thế này. Tấm bìa lớn có 100 ô vuông, còn cột bìa nhỏ có 10 ô vuông. Các bạn hãy cho cô biết hình này có mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị. Cùng xem đáp án với cô nào. Số mà có 100, một chục, không đơn vị thì bạn sẽ viết như thế này nhé. Số này sẽ đọc như thế nào? Các bạn hãy chú ý nghe cô hướng dẫn. Từ những ô vuông này, bạn cũng thấy được là hình này gồm số 100 và 10. Số này đọc là 100, số này đọc là 10. Ghép lại cách đọc cả hình này là 110. Các bạn hãy đọc lại theo cô. 110. Cô sẽ hướng dẫn tiếp các số khác, các bạn chú ý nha. Cô thêm một cột 10 ô vuông nhỏ nữa. Các bạn hãy cho cô biết số này có mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị. Số này có 100, 20 và 0 đơn vị. Các bạn hãy hoàn thành phần viết số giúp cô nhé. Số này chúng ta sẽ viết như sau. Các bạn giỏi lắm. Vậy số này được đọc như thế nào? Các bạn hãy chú ý lắng nghe cô hướng dẫn. Số này có số 1 ở hàng trăm, số 2 ở hàng chục và số 0 ở hàng đơn vị. Mà 20 còn được gọi là 20. Chúng ta sẽ đọc như sau. 1, 100, 2, 10. Đọc là 120. Các bạn hãy đọc lại theo cô nào.
120. Qua hai số vừa học, các bạn hãy cho cô biết số này là số có mấy chữ số. Các bạn giỏi lắm. Số này là số có 3 chữ số. Bây giờ chúng ta sang số khác nha. Cô thêm tiếp một cột 10 ô vuông nữa. Các bạn hãy cho cô biết số này gồm có mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị. Số này gồm 100, 30 và 0 đơn vị. Được viết như thế này nhé. Và số này được đọc là 130. Các bạn đọc lại cùng cô nào. 130. Cô thêm tiếp một cột 10 ô vuông nữa. Các bạn hãy cho cô biết số này gồm mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị. Đáp án của cô là 140 và 0 đơn vị. Số này được viết như sau và được đọc là 140. Các bạn cùng đọc lại với cô nhé. 140. Tiếp tục cô thêm một cột 10 ô vuông nữa. Các bạn hãy cho cô biết số này gồm mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị. Các bạn cùng xem đáp án với cô nào. Số này gồm 150 và 0 đơn vị. Được viết như thế này nhé. Và được đọc là 150. Các bạn cùng đọc theo cô nào. 150. Kế tiếp, các bạn chú ý quan sát và hoàn thành bảng này theo từng hàng như sau. Bây giờ, các bạn hãy bấm ngưng bài giảng, nhấc bút và bắt đầu hoàn thành bảng này vào vở nhé. Các bạn đã làm xong chưa nào? Cùng cô xem đáp án. Đọc là 160. Đọc là 170. Đọc là 180. Đọc là 190. Đọc là 200. Cô vừa hướng dẫn các bạn cách đọc các số từ 110 đến 200. Vậy bây giờ các bạn cùng luyện đọc lại với cô nhé. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Các bạn hãy đọc nhẩm lại thêm một lần nữa nào. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách so sánh các số tròn trục này nhé. Các bạn chú ý quan sát và viết số thích hợp cho từng hình. Hình này, cô có 120 ô vuông. Còn hình bên đây, cô có 130 ô vuông. Các bạn hãy chọn dấu thích hợp điền vào giữa hai số này nhé. Ta có 120 ô vuông bé hơn 130 ô vuông. Như vậy, 120 bé hơn 130 đấy các bạn. Nếu mình đổi ngược lại hai số này, thì kết quả so sánh sẽ như thế nào nhỉ?
Bạn hãy chọn dấu thích hợp, điền vào giữa hai số này nhé. Đúng rồi, nếu đổi ngược lại thì 130 sẽ lớn hơn 120. Chúng ta so sánh mà cứ dựa vào hình vẽ thì rất mất thời gian, nên cô sẽ hướng dẫn các bạn so sánh không dựa vào hình vẽ nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ so sánh chữ số ở hàng trăm. Vì đều là số 1 bằng nhau, nên chúng ta sẽ tiếp tục so sánh chữ số ở hàng chục. 3 lớn hơn 2, nên 130 lớn hơn 120. Các bạn đã nắm rõ cách so sánh này chưa nào? Các bạn cần ghi nhớ, khi chúng ta so sánh các số có 3 chữ số, thì các bạn sẽ so sánh chữ số ở hàng trăm trước, sau đó so sánh đến chữ số hàng chục, và cuối cùng là so sánh chữ số ở hàng đơn vị. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các bạn cách đọc các số chần chục từ 110 đến 200 và hướng dẫn các bạn cách so sánh các số chần chục ấy. Bây giờ, chúng ta sẽ sang phần 3, vận dụng thực hành. Đầu tiên, chúng ta đi vào bài số 1. Viết theo mẫu. Các bạn chú ý quan sát bảng sau. Cột thứ nhất, viết số. Cột thứ hai, đọc số. Cô có số như sau. Số này đọc là 110, nên chúng ta sẽ viết vào cột bên cạnh là 110. Tương tự với cách làm trên, các bạn hãy hoàn thành bài số 1 vào vở của mình nhé. Bây giờ, các bạn hãy bấm ngừng bài giảng, nhấc bút và bắt đầu làm bài số 1 vào vở. Các bạn đã làm xong chưa nào? Cùng xem đáp án với cô. Các bạn hãy sửa bài này vào vở của mình nhé. Tiếp tục, chúng ta sang bài tập 2, điền dấu lớn, dấu bé. Các bạn hãy quan sát tranh và điền dấu thích hợp vào chỗ trống nhé. Bây giờ, các bạn hãy nhấc bút và bắt đầu làm bài tập này vào vở. Các bạn đã làm xong chưa nào? Cùng cô sửa bài nhé. 110 bé hơn 120. 120 lớn hơn 110. Chúng ta tiếp tục quan sát hình tiếp theo. Các bạn bắt đầu làm bài này vào vở. Các bạn đã làm xong chưa nào? Cùng xem đáp án với cô. 150 lớn hơn 130 và 130 bé hơn 150. Các bạn hãy sửa bài này vào vở của mình nha. Tiếp tục, chúng ta sang bài tập 3. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng và chỗ trống. Các bạn hãy nhấc bút và bắt đầu làm bài tập 3 vào vở. Các bạn đã làm xong chưa nào? Cùng cô sửa bài nhé. 100 bé hơn 110. 140 bằng 140. 150 bé hơn 170. 180 lớn hơn 170. 190 lớn hơn 150. 160 lớn hơn 130. Các bạn hãy sửa bài này vào vở của mình nha. Cuối cùng, chúng ta đi vào bài tập số 4. Điền số thích hợp vào chỗ trống. Bây giờ, các bạn hãy nhấc bút và làm bài tập số 4 này vào vở. Các bạn đã làm xong chưa nào? Cùng cô sửa bài nhé. Nếu các bạn quan sát kỹ thì thấy đây là dãy số tròn trục từ 110 đến 200 mà chúng ta vừa được học. Sau 110
là đến 120. Tiếp theo là 130, 140. Kế tiếp là 150, 160, 170. Sau 170 là 180, 190 và cuối cùng là 200. Bài tập số 4 cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Cô có một số dặn dò dành cho các bạn. Các bạn luyện đọc lại các số từ 110 đến 200 và làm bài tập trực tuyến nhé. Cô chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các tiết học sau nha.